Huấn luyện viên Park, tại sao cứ nói nhiều về việc nhân sự của tôi trong phỏng vấn trước giải giao hữu ở thành phố Hồ Chí Minh? Huấn luyện viên Park Hang-seo không hài lòng khi được hỏi về việc một số cầu thủ không có phong độ cao vẫn được gọi lên tuyển Việt Nam. Ông đặt mục tiêu gì khi đội tuyển được triệu tập để đá giao hữu với Singapore và Ấn Độ lần này? Tôi đã triệu tập 33 cầu thủ nhưng phút cuối Hoàng Đức vắng mặt vì chấn thương. Đa số cầu thủ là trụ cột của đội tuyển quốc gia và đội U23 từ nhiều năm nay. Số còn lại là khoảng 10 cầu thủ lứa U23 và cầu thủ trẻ. Tôi có thể chia ra 3 nhóm cầu thủ. Nhóm 1 là những trụ cột, nhóm thứ 2 là lứa dự bị và nhóm thứ 3 là cầu thủ mới trẻ có thể xem là lớp kế thừa cho các đàn anh. Vì vậy, kết quả trong đợt tập trung này không quan trọng lắm, mà thay vào đó, tôi muốn tăng khả năng cạnh tranh giữa nhóm cầu thủ dự bị và nhóm cầu thủ kế thừa. Nếu đạt được các mục tiêu đó thì tốt, còn không thì phải tìm hiểu và thử nghiệm thêm vì sao những cầu thủ ít thi đấu ở V-League như thủ môn Nguyễn Văn Toản hay Lương Xuân Trường không đạt phong độ cao vẫn được triệu tập. Văn Toản chấn thương, không thi đấu nhưng cậu ấy vẫn tập luyện đầy đủ. Tôi gọi cậu ấy lên để đánh giá xem chấn thương ở mức độ nào. Tiêu chí đánh giá cầu thủ từng người khác nhau, tôi tin cầu thủ đó thì tôi vẫn gọi. Còn Xuân Trường, vòng trước vẫn thi đấu và chấn thương chỉ điều trị một tuần là khỏi nên không vấn đề gì, một số người không thích thì có thể ý kiến. Nếu tôi không gọi cầu thủ họ yêu mến, họ vẫn trách móc tôi. Nhưng cầu thủ là do tôi chọn. Kết quả thắng thua là do tôi chịu trách nhiệm. Tại sao lại nói nhiều thế nhỉ? Vậy vì sao ông gọi Nguyễn Văn Quyết trở lại sau nhiều năm lãng quên? Thực ra tôi luôn theo dõi Văn Quyết, chỉ là lâu rồi mới triệu tập. Tôi biết ở V-League Văn Quyết là tay săn bàn tốt. Nhưng nói thật, khi lên tuyển hồi trước vẫn có điều gì đó cậu ấy chưa thực hiện tốt chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra. Tất nhiên, chắc chắn không cầu thủ nào có thể thực hiện được hết chiến thuật của huấn luyện viên. Do đó, tôi đang đi tìm giải pháp chiến thuật tốt nhất để phát huy vai trò của cậu ấy. Nhưng Quyết cũng phải nỗ lực nhiều hơn nữa và tôi tiếp tục theo dõi sát cậu ấy. Qua đây tôi cũng muốn nhắn với tất cả cầu thủ Việt Nam, nếu chơi tốt ở các giải trong nước dù lớn tuổi đến mấy, cánh cửa lên tuyển vẫn rộng mở với bạn. Kế hoạch gọi Quang Hải về đá AFF Cup 2022 thế nào? Tôi chỉ mới nghe thông tin qua báo chí là Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang làm việc với câu lạc bộ Po để đưa cậu ấy về đá AFF Cup. Nếu làm được điều đó thì tốt, vì trong hợp đồng là cậu ấy không thể về. Nhưng tôi nghĩ liên đoàn phải làm việc nhiều hơn nữa, tìm tiếng nói chung với câu lạc bộ Po để điều này thành hiện thực. Đợt này Quang Hải trở về, tôi cũng sẽ nói chuyện với cậu ấy để lắng nghe tâm tư nguyện vọng và phía Po sẽ xử lý ra sao để mong cậu ấy được về đá AFF Cup, vì Quang Hải rất quan trọng với Việt Nam. Tại sao Việt Nam lại chọn Singapore và Ấn Độ để đá giao hữu? Ông có muốn đấu các đối thủ mạnh hơn không? Trước khi có giải giao hữu này, tôi đã đề nghị liên đoàn chọn đối thủ mạnh hơn. Chúng ta thậm chí có thể ra nước ngoài thi đấu cũng được. Nhưng vấn đề đi lại cũng khó khăn vì Covid-19 và các thứ khác phức tạp. Liên đoàn cũng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đối thủ. Những đội mạnh đang chuẩn bị cho World Cup, họ cũng không đến Việt Nam mà chỉ muốn chúng ta đến với họ. Tôi không đánh giá thấp nhưng việc đi tìm đội mạnh để đá trong đợt này là rất khó. Tại giải này, tôi mong thắng luôn 2 trận thì tốt. Bởi nếu thua, báo chí sẽ đánh tôi tơi bời. Danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam tháng 9 năm 2022. Thủ môn 3, Trần Nguyên Mạnh, Viettel, Đặng Văn Lâm, Bình Định, Nguyễn Văn Toản, Hải Phòng. Hậu vệ 12, Nguyễn Thanh Bình, Phan Tuấn Tài, Bùi Tiến Dũng, Viettel, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Trung, Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu, Hà Nội FC. Quế Ngọc Hải, Sông Lam Nghệ An, Trần Đình Trọng, Hồ Tấn Tài, Bình Định, Nguyễn Thanh Nhân, Vũ Văn Thanh, Hoàng Anh Gia Lai, tiền vệ 9, Nguyễn Hoàng Đức, Khuất Văn Khang, Viettel, Châu Ngọc Quang, Hải Phòng, Đỗ Hùng Dũng, Hà Nội FC, Phan Văn Đức, Sông Lam Nghệ An, Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Hoàng Anh Gia Lai, Lương Duy Cương, Đà Nẵng, Nguyễn Quang Hải, Po FC, tiền đạo 7, Nhâm Mạnh Dũng, Viettel, Nguyễn Văn Quyết, Phạm Tuấn Hải, Hà Nội FC, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Hoàng Anh Gia Lai, Phạm Đình Duy, Đà Nẵng, Nguyễn Tiến Linh, Bình Dương.